Hello, xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc anh chị và các bạn một ngày mới nhiều năng lượng, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại thì Biển Xanh chuyên nhận ký gửi mua bán trên toàn huyện Đức Hòa. Nếu anh chị nào chính chủ cần bán bất động sản của mình thì xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018 để Biển Xanh kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Còn ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một vị trí bất động sản nằm cách với mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 hay là còn gọi là con đường Tân Hội, chỉ 150m, khu vực rất là đông đúc, dân sinh nhà cửa. Và lô đất của chúng ta ngày hôm nay có giá ngộp trong mùa dịch chỉ có 1.040.000.000 thôi quý anh chị nhé, là giá bao toàn bộ chi phí sang tên. Một vị trí cực kỳ là đẹp để quý anh chị có thể sở hữu, an cư lập nghiệp cũng như đầu tư sinh lời. Ở đây thì dân sinh nhà cửa cực kỳ là đông đúc, con đường đá xanh trước đất rộng 6m. Con đường này thì chỉ cách với mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 hay còn gọi là con đường nhựa Tân Hội chỉ 150m. Và chúng ta chạy ra phía ngay đầu đường, con đường Tân Hội đó, mình quẹo tay phải, mình đi 300m thì chính là chợ Đức Lập, trường cấp 1, cấp 2, phòng khám đa khoa, siêu thị Bách Hóa Xanh. Nói chung là mọi cái tiện ích để phục vụ đời sống con người là đều nằm trên con đường Tân Hội, ngay chỗ ngã tư Đức Lập, chợ Đức Lập hết quý anh chị nhé. Và đây chính là vị trí của chúng ta ngày hôm nay. Từ cái bờ tường này mình đo sang bên này là 5m, chạy sâu xuống dưới là 32. Cái lô đất này thì chủ đã san lấp và xây ra như chúng ta rất là cao ráo luôn, 5 dài 32, tổng diện tích trên sổ là 160m2. Lô này có hướng nam quý anh chị nhé. Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Anh chủ đang rất là cần tiền cho nên muốn bán nhanh trong 5 ngày, giá chỉ có 1.040.000.000 cho cái vị trí đông dân cư, nhà cửa, đường to như thế này quý anh chị nhé. Và chỉ cách chợ, cách trường là 300m. Tòa lạc tại ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ vị trí này quý anh chị chạy về tới trung tâm quận nhất, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 37 km, và cách với vòng xoay An Lạc, siêu thị Phú Lâm là 32 km, cách bến xe An Sương là 24 km quý anh chị nhé. Dân sinh nhà cửa cực kỳ là đông đúc. Với vị trí này thì Biển Xanh thấy quý anh chị mình có thể mua, mình để dành đó, bởi vì ở đây thì rất là cao ráo, hai bên người ta xây tường hết rồi, và chủ đất này cũng đã xây tường như chúng ta. Xây tường gạch hai bên rất là cao, rất là rõ ràng, chia ranh giới chúng ta rất là rõ ràng rồi, cho nên là mình có thể mua, mình để dành đó hoặc mình đầu tư sinh lời. Thì với cái vị trí này là vẫn còn phát triển rất là mạnh trong những năm sắp tới, và những con đường to như thế này thì tương lai là cũng sẽ đổ bê tông quý anh chị nhé. Bởi vì dưới khu vực Đức Hòa này đang được nông thôn mới, nông thôn hóa rất là nhiều, về cái vấn đề giao thông đường xá được Đảng và Nhà nước cực kỳ là quan tâm. Những con đường đất đá như thế này thì tương lai không xa là đa phần là lên đường bê tông, tệ nhất là lên bê tông hoặc là lên đường nhựa. Khu vực dân cư người ta ở hầu như là kín, những lô đất trống ở đây thì cũng không hề còn nhiều nữa quý anh chị. Do đó mà quý anh chị mình xem được những cái video của Biển Xanh cung cấp tại cái vị trí mình phù hợp với cái túi tiền của mình thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh về số hotline quen thuộc 0377304018 thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và chia sẻ tất cả mọi lời khuyên, mọi kinh nghiệm để quý anh chị sớm tìm ra được những cái vị trí an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Và trước mặt chúng ta đây chính là con đường nhựa tỉnh lộ 9 hay còn gọi là con đường Tân Hội đúng quý anh chị nhé. Chạy thẳng về phía trước 300m là chúng ta sẽ gặp, đó là ngã tư Đức Lập, chợ Đức Lập, trường cấp 1, cấp 2, phòng khám đa khoa. Nói chung là mọi cái tiện ích để mà phục vụ đời sống con người thì đều đã hiện hữu ở khu vực này rồi. Và cái vị trí của chúng ta ngày hôm nay nó tọa lạc là tại ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quý anh chị nhé. Giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 1.040.000.000 cho một lô đất hướng nam, có diện tích là 5 dài 32, tổng diện tích là 160m2. Thổ cư 100%. Khu vực này thì đang phát triển khá là sung. Quý anh chị còn chần chừ gì mà không sở hữu ngay cái vị trí bất động sản ngày hôm nay để an cư lập nghiệp cũng như đầu tư sinh lời quý anh chị nhé. Giá khá là rẻ cho cái mùa dịch này, do chủ đất cần tiền cho nên là bán nhanh trong 5 ngày, quý anh chị hãy nhanh tay sở hữu nhé.
Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi nhiều clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.